Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam một bí quyết. Đó chính là bí quyết khiến con gái không thể sống thiếu bạn. Vậy làm thế nào để cho con gái không thể sống thiếu bạn? Và khi các bạn có được những cái bí quyết này thì con gái nguyện một đời ở bên bạn và không muốn xa rời bạn luôn. Vậy bí quyết đó là bí quyết gì? Chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha. Bí quyết đầu tiên mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn để con gái không bao giờ muốn rời xa bạn và con gái không thể sống thiếu bạn, đó chính là bạn nói những câu ngọt ngào. Các bạn thân mến, khi mà các bạn chưa yêu nhau ấy thì các bạn sẽ hạn chế nói những câu ngọt ngào. Các bạn chỉ nói những cái câu nó khách sáo với người con gái mà mình thích. Nhưng khi các bạn yêu cô ấy rồi, chúng ta đã yêu nhau rồi, thì các bạn thoải mái, các bạn càng nói nhiều những câu ngọt ngào thì càng tốt. Đó, tất nhiên rồi, những cái câu ngọt ngào thì tất nhiên nó cũng phải xuất phát từ trong trái tim của bạn, chứ không phải là bạn nói như thế để cho nó hay, cho nó vui, để cho nó kiểu như là giống là người yêu cái gì đó. Các bạn đừng làm như vậy, hãy thật lòng nhé. Nếu các bạn có thể thật lòng thì các bạn từ trái tim mới có thể đến trái tim được. Hãy dành cho cô ấy những cái lời ngọt ngào để cô ấy luôn luôn cảm giác mình được yêu, mình được hạnh phúc ở trong mối quan hệ này. Và ngày nào cô ấy càng thấy nhiều những lời yêu thương, những lời ngọt ngào bạn dành cho cô ấy thì ngày đó cô không thể rời bạn nổi. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có bạn mới tốt với cô ấy, chỉ có bạn mới yêu thương cô ấy, chỉ có bạn mới chân thành với cô ấy. Đó, những cái điều đó phải thực sự là rất là thật lòng với cô ấy, chứ không phải là các bạn chỉ nói vậy thôi. Nhưng thực sự thì bạn chỉ nói được và bạn không làm được thì khi đó con gái sẽ không tin tưởng các bạn đâu nha. Các bạn cần phải nhớ, tất nhiên con gái sẽ thích những lời ngọt ngào bạn nói, nhưng con gái còn thích hơn nữa khi các bạn thực hiện điều đó còn nhiều hơn cả lời nói của mình nữa thì rất là tuyệt vời. Con gái nào cũng ao ước và con gái chắc chắn sẽ không thể sống thiếu bạn được. Bí quyết thứ hai khiến con gái không thể sống thiếu bạn ấy, đó chính là các bạn biết nói những lời tri ân với cô ấy. Khi cô ấy dành cho bạn những cái tình cảm ngọt ngào mà bạn cảm thấy rất là tuyệt, thì thay vì các bạn không nói gì thì các bạn hãy cảm ơn cô ấy. Cảm ơn em vì em đã đến bên cuộc đời anh và làm cho anh hạnh phúc. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì có được em trong đời. Hoặc là cô ấy nấu cho bạn những cái món ăn ngon, bạn có thể khen và bạn cảm ơn cô ấy. Bởi vì những cái lời tri ân như thế này nó thực sự cần thiết. Bởi vì khi mà các bạn nói ra những lời tri ân ấy, thì con gái sẽ thấy được những việc làm của cô ấy là ý nghĩa, những việc làm của cô ấy được bạn trân trọng, những việc làm của cô ấy thật có ý nghĩa đối với bạn. Chứ còn cho dù bạn thấy có ý nghĩa mà bạn không nói ra, con gái sẽ không biết được đâu các bạn ạ. Thế nên là hãy nói ra những lời tri ân dành cho người con gái mà mình yêu thương. Nếu như mình thấy thật sự nhá, thật sự điều đó mình thấy rất là tuyệt thì hãy nói ra, chứ đừng có không nói gì. Và cuối cùng thì cô dành cho mình rất nhiều những điều tuyệt vời thì mình không nói, sau đó thì cô ấy dành cho mình những cái điều nó không được vui vẻ thì mình lại nói ra, thì khi đó nó sẽ làm giảm tình cảm của cô ấy vô cùng các bạn nhá. Hoặc là cũng có thể là khi mà cô ấy nấu cho bạn một món ăn ngon này, hoặc là khi cô ấy có thể giúp bạn hoàn thành cái công việc nào đó cũng rất là khó khăn để có thể thực hiện được cái điều đó, thì bạn hãy tặng cô một món quà thay lời cảm ơn, hoặc các bạn có thể rủ cô ấy đi ăn. Rất là cảm ơn em vì em đã giúp anh. Hãy coi trọng và tôn trọng cô như thế, để từ đó cô ấy không thể thiếu bạn được. Sống thiếu bạn, cô ấy sẽ thấy nhớ, thấy thương và thấy bạn là một cái người mà ở ngoài kia không ai đối xử với cô ấy như vậy ấy. Thì khi đó cô ấy không thể sống thiếu bạn. Điều thứ tư sẽ khiến cho cô ấy không thể sống thiếu bạn ấy, đó chính là bạn hãy quan tâm đến cô ấy từng những cái chi tiết nhỏ. Ví dụ như cô ấy thích ăn những món ăn gì, cô ấy thích màu sắc gì, cô ấy thích làm gì, cô ấy muốn bạn thể hiện như thế nào, làm thế nào để cho cô ấy sẽ thấy hạnh phúc. Thì khi mà bạn biết được tất cả những cái chi tiết nhỏ như vậy thì con gái sẽ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Bởi vì ở ngoài kia có ai để ý nhiều quá đến sở thích của cô ấy đâu, có ai để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô ấy đâu. Ví dụ như là thậm chí là những cái chi tiết nhỏ như cô mới làm tóc, cô mới có bộ quần áo đẹp, cô muốn có đôi giày đẹp, cô có cái món đồ lọ món đồ kia, ví dụ như thế. Có những cái chi tiết nhỏ mà bạn biết và bạn khen cô ấy,
Thì thực sự cô thấy thấy rất sung sướng. Cô cảm giác có được bạn là có được món quà rất là quý giá ở trên đời ấy. Thế nên là thay vì mình không biết bồi dưỡng tình cảm, sau đó thì tình cảm chết đi rồi ấy, thì mình mới muốn giữ, muốn níu, muốn kéo. Thì ngay bây giờ các bạn hãy quan tâm đến những cái cử chỉ rất là nhỏ nhặt của cô ấy, để từ đó cô ấy không thể sống thiếu bạn ở trong đời nhá. Điều thứ 6 khiến cho cô ấy không thể sống thiếu bạn ấy, đó chính là khi mà cô ấy tự ti về sắc đẹp của mình, tự ti về bố mẹ của mình. Ví dụ cô không có bố mẹ, hoặc là bố mẹ cô ấy không được tốt, hoặc là gia đình cô ấy kiểu như là không được hạnh phúc như những gia đình khác. Đó, ví dụ cô tự ti về những điều đó, hoặc là cô ấy tự ti về trình độ kiến thức hay gì gì đó. Khi mà người con gái của bạn tự ti về bất kỳ vấn đề gì thì các bạn hãy xoa dịu cho cô ấy, để cô ấy không còn cảm giác tự ti về những điều đó nữa. Thậm chí có những bạn ấy khi yêu nhau ấy, các bạn thấy cô gái kiểu như là cô không được xinh lắm, xong bắt đầu khi tức giận, có thể bình thường các bạn không nói ra đâu, nhưng khi các bạn tức giận các bạn nói rằng cô xấu như thế mà yêu được tôi thì đã tốt, hoặc là ví dụ như là bố mẹ cô chết hết rồi không dạy được cô, ví dụ như vậy, thì con gái sẽ thấy rằng rất là đau các bạn ạ. Những khi tức giận, cho dù tức giận như thế nào, đừng bao giờ nôi những cái mà người con gái của bạn tự ti ra để chỉ trích cô ấy. Cô sẽ thấy rất là đau các bạn. Cô sẽ nghĩ rằng ok, tôi chẳng cần đến người đàn ông này, không cần. Cho dù các bạn tuyệt đến như nào, tài như nào, cô yêu bạn như nào, cô cũng không cần. Một khi các bạn đã động đến những cái thứ mà các bạn không nên động nhá. Đừng bao giờ thấy người con gái của mình tự ti về vấn đề gì, xong vào đó lôi ra chỉ trích, thì khi đó bạn kém cuốn hút vô cùng. Bạn là người đàn ông không hiểu biết vô cùng. Đừng bao giờ nhắc đến những điều cô phải tự ti. Thậm chí là khi mà cô nhắc đến những điều mà cô ấy tự ti như vậy, thì các bạn cần phải xoa dịu cho cô ấy. Thậm chí những cái người khác có thể động vào những cái nhược điểm, những cái tự ti của cô ấy, bạn phải đứng ra, bạn bênh vực, bạn ôm cô ấy vào lòng và nói rằng chả cái gì trên đời này có thể tốt được bằng em. Em là điều tuyệt vời nhất ở trên đời này. Cho dù cô ấy như thế nào thì bạn cứ hãy nói là cô ấy là điều tuyệt vời nhất trên đời này, thì không một cô gái nào muốn rời bỏ bạn. Mình nói thật với bạn nhé, có thể là bạn thấy rằng cô không phải là điều tuyệt vời nhất, nhưng mà khi mà cô ấy nói chia tay xem, bạn có muốn giữ không? Có đúng không? Bạn yêu cô, bạn muốn giữ, thì đó là điều cô ấy chính là điều tuyệt vời nhất còn gì? Có đúng không bạn? Điều cuối cùng sẽ khiến cho cô ấy không thể sống thiếu bạn, đó là bạn biết bảo vệ con gái. Đã là con gái thì là phải yếu mà, ai cũng muốn được bảo vệ, ai cũng muốn được chăm sóc, và con gái của quyền được như vậy các bạn ạ. Các bạn là đàn ông, thực sự là các bạn cực kỳ là có những cái ưu tiên hơn người phụ nữ rất là nhiều. Thứ nhất là bạn là mạnh mẽ, bạn là người mạnh mẽ. Thứ hai là khi mà các bạn kết hôn, các bạn cũng vẫn được ở nhà mình, trong khi con gái thì lại phải đến nhà bạn. Tất cả mọi thứ đều xa lạ. Rồi các bạn là người đàn ông, tất nhiên là các bạn phải gánh vác công việc trong gia đình, nhưng mà về cái vấn đề con cái, thực sự là mình nghĩ rằng rất ít người đàn ông để ý đến con cái, mà đa phần toàn là người phụ nữ hết. Kết hôn rồi, người đàn ông cũng được là cha, nhưng mà sự đau khổ nhất lại đến từ người mẹ. Đấy, phải sinh những đứa con 9 tháng 10 ngày, rồi sinh ra những đứa con. Thực sự là để sinh được một đứa con thì không phải là chuyện dễ dàng đối với người phụ nữ. Có những người phụ nữ còn mất mạng để sinh ra những đứa con. Bạn là người đàn ông, các bạn có thể hiểu được cái sự hy sinh của người phụ nữ, thì khi đó bạn thực sự rất có giá trị với người phụ nữ. Bạn hiểu được cái sự hy sinh đó, bạn có thể giúp đỡ họ, bạn có thể an ủi họ, và bạn đồng cảm với họ, thì khi đó bạn cực kỳ có giá trị đối với người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ không bao giờ muốn rời xa bạn. Không bao giờ, không bao giờ đâu các bạn ạ. Thế nên là khi đã yêu người phụ nữ của mình ấy, thì hãy dành tất cả những điều tuyệt vời đến cho cô ấy. Đừng để cho cô ấy phải chịu rất nhiều ấm ức, rất nhiều đau khổ ở trong gia đình của bạn, thậm chí cả trong tình yêu nữa. Hãy phát triển sự nghiệp để sau này có thể lo cho cô ấy, lo cho gia đình. Hãy tôn trọng, trân trọng cô ấy, và hãy cho cô ấy thấy được rằng bạn chính là bến đỗ bình yên. Và hãy nói với cô ấy rằng cho dù có rất nhiều sóng gió thì anh sẽ là người sẽ che chở cho em. Những điều đó không chỉ nói mồm nữa các bạn ạ.
Bởi vì trong cuộc đời sẽ có rất nhiều những sóng gió đó đến để thử thách các bạn, thử thách tình yêu của các bạn, thử thách những lời nói của bạn xem là nó có đúng hay không. Thế nên là hãy dũng cảm vượt qua tất cả mọi khó khăn, thử thách để nắm tay cô ấy đi đến cuối con đường. Khi mà các bạn làm được điều đó thì bạn trở thành cái người không thể thay thế trong cuộc sống của cô ấy. Và đó chính là 6 bí quyết khiến cho một cô gái ấy không thể sống thiếu bạn. Và các bạn hãy áp dụng vào cuộc sống của mình và cho mình biết kết quả nhé. Mình thực sự rất muốn biết là khi các bạn đã thực hiện những cái điều mà mình chia sẻ, và các bạn hãy cho mình biết kết quả để mình biết được rằng những chia sẻ của mình thực sự sẽ giúp ích được cho các bạn, để cho các bạn có cuộc sống hạnh phúc hơn và các bạn trở lại thành những người đàn ông cực kỳ có giá trị nha. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Nếu các bạn muốn kết nối với mình thì các bạn cũng có thể vào trang fanpage có tên là Thu Thảo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.